chấn động, thầy tử vi báo trước cực chuẩn, giúp tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tránh mọi tai ương, hưởng chọn lộc trời, gặp thời đổi vận, tiền của ùn ùn đổ về như nước lũ, đúng tháng 6 âm lịch 2024, tạm biệt cuộc sống nghèo khó, phất lên giàu có khó ai sánh bằng. Kênh Minh Đường Tử Vi hoan hỉ được gửi lời chào tới quý khán giả đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới nhất trên kênh. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, trời không tuyệt được người, dù cuộc đời bạn chưa suôn sẻ bởi chịu ảnh hưởng của cái nghiệp trong quá khứ, thì qua giai đoạn lập thân, chính hành động, suy nghĩ của bản thân sẽ chi phối tương lai của bạn. Vị trí sau này của bạn ở đâu còn tùy thuộc vào bạn làm gì. Hôm nay đừng vì cái khó khăn trước mắt mà sinh ra lòng đố kỵ, thù hận để dẫn tới những hành động không hay. Chỉ có bản thân mỗi người mới tự tuyệt đường sống của chính mình. Trong video ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả đi tìm hiểu những dấu hiệu vận hạn trong tháng 6 âm lịch của con giáp tuổi Canh Tý sinh năm 1960, cũng như chia sẻ các cách để hóa giải cầu may đến với gia tộc và bản thân con giáp này. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem tính cách của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 có đặc điểm gì nổi bật sau đây. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu, họ cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe, còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi Canh Tý, họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính. Họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng, là người tháo vát xuất sắc và có sức sống vô cùng mãnh liệt. Với đầu óc sáng tạo thì người tuổi Canh Tý được biết đến qua sự thông thái của chính họ, những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Tuổi Canh Tý rất giỏi đưa ra lời khuyên hay những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao. Tuổi Canh Tý có tính cách thân thiện, gần gũi, quản giao nên dễ dàng kết bạn và tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Vì vậy, không thể phủ nhận người ngoài luôn cảm nhận được sự hấp dẫn lạ kỳ của những người tuổi Canh Tý và luôn được mọi người yêu quý. Họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Ở người tuổi Canh Tý, chúng ta thấy một sự gần gũi, chăm chỉ và cần kiệm nên họ được rất nhiều người xung quanh quý mến, vẻ ngoài trầm lắng, kiệm lời và có phần nghiêm túc. Nhưng thực tế bên trong họ lại là những người vô cùng sôi nổi, vui vẻ, đôi lúc dễ bị kích động, rất may khả năng tự kiềm chế bản thân của họ rất tốt. Họ thông minh, nhanh nhẹn và đầy sáng tạo, nên luôn thổi một luồng gió mới cho công việc cũng như cuộc sống của chính mình. Những người cầm tin con chuột được mọi người đánh giá là rất thông minh, tháo vát, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng lãnh đạo đứng đầu. Luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi hơn. Chính vì vậy, nên được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng trọng phụng. Nhờ những tính cách trên cùng với sự kiên trì phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi, những đức tính ấy sẽ giúp cho công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý rộng mở, lên như diều gặp gió. Tuy kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống giàu sang, thế nhưng lại không bao giờ chi tiêu hoang phí, nhiều khi trong mắt những người xung quanh, họ còn là người tiết kiệm. Con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tý vô cùng thuận lợi, nhưng ở đường tình duyên lại không được như vậy, khi đã yêu một ai đó thì sẽ rất nồng nhiệt. Dành trọn vẹn tình cảm cho người đó và mong muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy. Khi yêu thì sẽ nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc người bạn đời rất nhiều. Thế nhưng lại ghét bị kiểm soát. Chính vì vậy nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Tuổi Canh Tý vốn thông minh, lanh lợi, đa mưu, túc trí, lại đa năng. Đến giờ đã xây dựng được nền tảng cơ bản trong sự nghiệp, có phần thong thả, đỡ vất vả hơn so với những năm trước. Vị trí vững chắc, lương bổng ổn định, tài lộc ngày càng gia tăng, thời vận của tuổi Canh Tý từ nay trở đi sẽ vô cùng vượng, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, công việc được quý nhân nâng đỡ, đều tiến triển một cách thuận lợi. Hơn nữa, nhờ tính cách vui vẻ, dễ thương, nồng hậu và rộng rãi mà Canh Tý luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh yêu thương, giúp đỡ. Về gia đạo, mọi người trong gia đình rất ít khi cãi nhau, cho nên cuộc sống thường hòa thuận, vui vẻ, càng về già thì cuộc sống càng an nhàn, thảnh thơi hơn khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sức khỏe lại không được tốt, vì vậy cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hàng ngày nhiều hơn nữa. Theo đánh giá chung, thì tuổi Canh Tý đều có khả năng lãnh đạo, đây cũng là bản tính vốn có trong con người họ, khả năng lãnh đạo khi kết hợp cùng trí thông minh, sự lanh lợi và không ngừng suy nghĩ, tìm tòi, giúp họ trở thành người có sức sống mãnh liệt, linh hoạt trong cuộc sống và luôn tìm ra phương hướng mới cho mọi vấn đề.
Để tận dụng hiệu quả những khả năng của người tuổi Canh Tý thì họ nên làm ở một môi trường mới thoải mái, linh hoạt. Một điều cực kỳ tuyệt vời đó là sự thích nghi với môi trường rất tốt. Họ không chỉ có óc sáng tạo mà khả năng ứng biến nhanh, sẵn sàng vượt mọi khó khăn. Nên dù làm bất kỳ công việc gì thì họ cũng sẽ thu về thành quả nhất định. Đặc biệt, tuổi Canh Tý được đánh giá tốt trong lĩnh vực tài chính hoặc thể thao. Trong công việc làm ăn, buôn bán, Canh Tý luôn có tầm nhìn xa nên rất dễ thành công. Theo tử vi chọn đời tuổi Canh Tý, từ trung vận trở đi, con giáp này sẽ may mắn liên tiếp, nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý. Họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc. Sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Tài lộc của Canh Tý rất dồi dào và bất tận, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, càng về già càng nhận được nhiều thành quả và phước báu, có cuộc sống giàu sang phú quý, đủ đầy, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Nam mệnh tuổi Canh Tý vào thời thơ ấu, nam mệnh tuổi Canh Tý có rất nhiều sóng gió, tới thời trung vận, họ cũng sẽ vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn trong cuộc đời, vào khoảng thời gian này, có phần hy vọng đầy đủ về sự nghiệp công danh, về hậu vận thì an nhàn, sung sướng. Cuộc đời của những người nam tuổi Canh Tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi vào tuổi từ 30 trở đi, lúc này sẽ dần gặt hái được những thành công trong công việc, dư giả hơn trong chuyện tiền bạc. Nữ mệnh tuổi Canh Tý, cuộc đời của nữ mệnh Canh Tý suôn sẻ, không có nhiều vất vả, càng về trung vận và hậu vận thì cuộc sống càng hạnh phúc, yên ấm và nhận được nhiều niềm vui từ con cháu. Gia đạo thì thường ấm no, hạnh phúc do các thành viên trong gia đình vì biết giúp đỡ, lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời cùng vun vén, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sức khỏe cũng khá tốt, ít ốm đau, bệnh tật, nếu biết làm nhiều điều tốt, tích đức thì sẽ kéo dài tuổi thọ, số mệnh của họ có phúc đức, nên cuộc sống tạo nhiều cơ hội thuận lợi để hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng. Vào thời trung vận, họ đã thấy kết quả của sự sung sướng, thảnh thơi và an nhàn. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng, mưu sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, về phương diện sức khỏe, thể trạng của tuổi Canh Tý cũng chưa có nhiều cải thiện, bản mệnh cần phải tăng cường tập luyện thể dục, thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình. Công việc và tài lộc của người tuổi Canh Tý có nhiều sự tăng tiến, nhưng rất tiếc là chuyện tình cảm cá nhân vẫn tồn tại khá nhiều vấn đề khiến bạn buồn lòng. Về phương diện tài lộc, tuổi Canh Tý được tài tinh thực thần chiếu mệnh, thu hoạch bất ngờ tăng mạnh, đầu tư kinh doanh mát tay, tiền thu đầy túi. Hơn nữa, sức mạnh của quan đế mang tới uy quyền mạnh mẽ, không chỉ thúc đẩy công danh sáng lạn mà cả tài lộc cũng vượng phát. Về công việc, dù vẫn còn đôi chút khó khăn và thử thách phía trước, song tháng mới vẫn ghi nhận những sự tiến bộ và khởi sắc trong công việc của người tuổi Canh Tý. Nguyệt lệnh lâm quan đới ở Canh Tý chủ về sự thăng quan tiến chức, theo đó, vận trình sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến mới, mọi khó khăn sẽ bị đẩy lùi, gặt hái thành quả đáng mừng. Thời điểm này có thiên thời, địa lợi, nhân hòa là cơ hội tốt để bản mệnh tiến hành những điều mong ước, biến ước mơ trở thành hiện thực. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, về phương diện sức khỏe, thể trạng của tuổi Canh Tý cũng chưa có nhiều cải thiện trong tháng 6 âm lịch này. Một số người xuất hiện các triệu chứng khó chịu như mất ngủ, đau nửa đầu, rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày đều có thể xuất phát từ nguyên nhân cơ thể lao lực do làm việc quá sức. Bản mệnh cần phải tăng cường tập luyện thể dục, thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình. Ngoài ra, xem phi tinh tháng, sao nhị hắc chủ về ốm đau, bệnh tật sẽ xuất hiện ở phương vị chính nam, khu vực này cần được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, đừng để xui khí của nhị hắc có cơ hội bùng phát, nguy hại cho sức khỏe của bản mệnh và các thành viên trong gia đình. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng,
Công việc và tài lộc của người tuổi Canh Tý có nhiều sự tăng tiến, nhưng rất tiếc là chuyện tình cảm cá nhân vẫn tồn tại khá nhiều vấn đề khiến bạn buồn lòng. Điềm báo tử vi nhận thấy, người tuổi Canh Tý có nhiều vấn đề cần giải quyết sớm, càng để lâu thì chúng giống như quả bom hẹn giờ, đe dọa hạnh phúc của bạn bất cứ lúc nào. Trong đó, nguyên nhân chính là có người xuất hiện xen ngang vào mối quan hệ của bạn, chia rẽ tình cảm gia đình, có người do quá mải mê với công việc, dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp mà bỏ bê lạnh nhạt, không quan tâm tới con cháu. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, về phương diện tài lộc, tuổi Canh Tý được tài tinh thực thần chiếu mệnh, thu hoạch bất ngờ tăng mạnh, đầu tư kinh doanh mát tay, tiền thu đầy túi. Ban đầu bạn có thái độ khá dè dặt và bảo thủ trong các hoạt động đầu tư. Do chưa chắc chắn về tính hiệu quả, sống dưới sự phù trợ của thực thần, bản mệnh vẫn tìm được những cơ hội kiếm tiền đáng quý. Những người làm kinh doanh có thể gặp được những đối tác đáng tin cậy, việc buôn bán cũng tiến hành thuận lợi, hãy mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực yêu thích. Mở cửa hàng kinh doanh, khởi nghiệp bước đầu có thể gặp khó khăn, nhưng nếu thực sự nỗ lực, bạn hoàn toàn có thể có tương lai tươi sáng. Với người làm công việc cố định, công việc trên đà thuận lợi thì không có lý gì mà tài lộc lại giảm sút được. Bởi vậy, những người tuổi Canh Tý cứ kê cao gối mà ngủ, nỗ lực phấn đấu rồi cũng có ngày được đền đáp xứng đáng. Hơn nữa, sức mạnh của quan đế mang tới uy quyền mạnh mẽ, không chỉ thúc đẩy công danh sáng lạn mà cả tài lộc cũng vượng phát. Một khi công việc thuận lợi, nhìn thấy thành quả, rồi bạn tự tin đề xuất tăng lương, tăng mức thưởng thì chắc chắn sẽ có thể thuyết phục được cấp trên. Trong tháng dẫu tiền bạc rủng rỉnh là thế, nhưng nhắc nhở bản mệnh đừng vội chủ quan khinh suất vì luôn có thái tuế hung tinh rình rập phía sau. Tiểu nhân chỉ trực chờ bạn, lơ là lập tức ra đòn đánh úp, gây tổn thất tiền của, càng có tiền trong tay. Bạn càng cần sáng suốt và thận trọng hơn trong đầu tư, có chính kiến rõ ràng, đừng chỉ biết nghe và làm theo phong trào, rủi ro tiềm ẩn sẽ rất cao. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, dù vẫn còn đôi chút khó khăn và thử thách phía trước, song tháng mới vẫn ghi nhận những sự tiến bộ và khởi sắc trong công việc của người tuổi Canh Tý. Nguyệt lệnh lâm quang đới ở Canh Tý chủ về sự thăng quan tiến chức. Theo đó, vận trình sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến mới, mọi khó khăn sẽ bị đẩy lùi, gặt hái thành quả đáng mừng. Thời điểm này có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, là cơ hội tốt để bản mệnh tiến hành những điều mong ước, biến ước mơ trở thành hiện thực. Đặc biệt quan đới rất có lợi cho người làm quan chức, lãnh đạo cấp trên, tức những người nắm quyền hành trong tay. Rất có thể bản mệnh sẽ có sự điều chuyển về vị trí công tác, nhưng yên tâm là sẽ theo chiều hướng tích cực. Nhưng nhắc nhở tuổi Canh Tý đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang, sẽ càng có lợi thế trong tay, bản mệnh càng cần giữ vững phương châm. Thắng không kiêu, bại không nản, vừa khiêm nhường lại không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, có như vậy mới không bị tụt hậu so với thế hệ trẻ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đang mong chờ một sự bùng nổ nhất định, thì tháng này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Mọi việc chỉ có thể được coi là suôn sẻ, bản mệnh cứ tiến hành theo đúng kế hoạch đặt ra thì chắc chắn có thể có thu hoạch đáng mừng. Với sự chắc chắn của mình, con giáp này có thể tạo dựng được uy tín ngày càng cao trong mắt mọi người. Dù vậy, hung tinh thái tuế cũng dự báo về hung hiểm tiềm ẩn, tuổi Canh Tý có thể bị tiểu nhân cản trở, cướp đoạt công sức. Nếu không đủ tỉnh táo và sáng suốt, hãy thận trọng với những người xung quanh, đừng vội tin lời nịnh bợ nhằm bịt mắt bạn, càng những người thường ngày ít giao thiệp nhưng bỗng trở nên sởi lời. Bạn càng cần đề phòng để tránh thiệt thân, đồng thời tập trung tinh lực vào công việc, bỏ ngoài tai rắc rối, thị phi, làm tới đâu sẽ nhìn thấy ngay thành quả tới đó. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận dành cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết: tháng 6 âm lịch cực may mắn, tình hình buôn bán tấp nập, đơn hàng tới tấp, hứa hẹn bản mệnh sẽ có doanh thu bất ngờ. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thân và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu đen và xanh lá. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Có thể nói rằng, tuần này là một tuần cực kỳ may mắn đối với người tuổi Canh Tý, bạn nên nhân cơ hội này để thể hiện bản thân, nhận thêm công việc hoặc nhiệm vụ khó, cấp trên sẵn sàng dành cho bạn những nhiệm vụ trọng đại, trao cho bạn nấc thang để thăng tiến. Với người làm kinh tế, tuần này là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng làm ăn với đối tác,
Một số người cũng nhận được khoản lời lãi từ những mối đầu tư tiết kiệm trước đó. Nhờ vậy mà bạn chi tiêu thoải mái, không phải cân nhắc nhiều hơn nữa. Cát tinh tử vi sẽ mang tới may mắn, giúp bản mệnh hóa giải nhiều nguy cơ trong tuần này. Thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Vì thế, dù gặp chuyện gì cũng đừng đầu hàng nghịch cảnh. Phương diện tình cảm trong tuần có nhiều khởi sắc khi bạn chủ động hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Nhờ bày tỏ với người đó, bạn biết đối phương cũng có cảm xúc tương tự dành cho mình, hai người có thể bước vào một mối quan hệ mới. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, để gặt hái được thành công, người tuổi Canh Tý sẽ phải vượt qua khá nhiều khó khăn, thử thách trong tuần này. Làm việc gì bạn cũng cần giữ vững chính kiến của mình, đừng dao động theo lời người ngoài, chỉ có chính bạn mới biết điều gì mình làm là đúng. Phương diện tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc vào giữa tuần, khách hàng đông đúc khiến bạn phải bận rộn, luôn chân luôn tay nhưng tiền sẽ về đầy túi, một số người sẽ tìm được hướng đi mới cho mình, khiến tiền bạc chảy về thuận lợi hơn. Tuy nhiên, đại hao lại là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong tuần này, có thể là cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm hàng ngày, vì vậy, hãy luôn cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng đẩy mình vào cảnh cháy túi. Phương diện tình cảm đang có những dấu hiệu tiến triển rất tích cực. Vợ chồng bạn dần tháo gỡ được những vấn đề còn tồn tại trước đó. Trải qua khó khăn, hai người cũng thêm hiểu về nhau và dựa dẫm vào nhau hơn. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Bước sang tuần mới, tuổi Canh Tý may mắn được cát tinh Thái Dương chiếu mệnh, nên đây sẽ là một tuần vô cùng may mắn và thành công với bản mệnh. Nếu bạn đủ quyết tâm và chăm chỉ, thì thành công chắc chắn sẽ nằm trong tay bạn. Đường công danh sự nghiệp vô cùng thịnh vượng, cát khí tràn trề, làm gì cũng dễ dàng thành công. Nếu bản mệnh đã có kế hoạch rõ ràng, thì nên khởi động ngay từ tuần này để cát khí giúp cho khả năng thành công cao hơn. Tuổi Canh Tý cũng trở nên quyết đoán, không sợ hãi trước khó khăn, sẵn sàng tiến bước, nguồn năng lượng của bạn cũng truyền cảm hứng cho người xung quanh. Điềm báo tử vi còn cho biết, vận trình tài lộc của tuổi Canh Tý khởi vượng, cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ của con giáp này đều đang có dấu hiệu tăng tiến không ngừng. Đặc biệt người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi mà quý nhân trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền. Chuyện tình cảm trong tuần về cơ bản vẫn ổn định như vậy, không có nhiều điều đáng nói, dù có sóng gió nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của các cặp đôi. Bởi hai bạn luôn có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, nam mệnh độc thân có sức hút mạnh mẽ, có nhiều cơ hội tìm được người phù hợp nhưng cũng dễ có tâm lý đứng núi này trông núi nọ. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tử vi tuần mới thấy rằng thiên đức cát tinh nhập mệnh, tuổi Canh Tý không cần phải quá lo lắng về vận trình tuần này, bởi may mắn đang đứng về phía bạn, bản mệnh có cơ hội được quý nhân dìu dắt, nâng đỡ trong từng bước đi nên tiến triển tốt đẹp. Nhìn chung, vận khí đang rất hanh thông, bản mệnh dễ dàng gặt hái được không ít thành quả trong công việc. Canh Tý luôn có tinh thần sáng tạo, trí tuệ mẫn tiệp nên cho ra đời những ý tưởng sáng tạo, độc đáo và mang tính giá trị cao, đóng góp nhiều cho tập thể, như vậy mà cũng được hưởng lợi từ đó, cấp trên không tiếc dành nhiều lời khen ngợi cho bạn trước mọi người. Cùng với công việc thuận lợi thì tài lộc cũng trên đà khởi sắc, trong đó cả nguồn thu chính và phụ của tuổi Canh Tý đều có xu hướng tăng. Với người làm công việc cố định, cơ hội tăng lương của bạn đã tới, nếu đề xuất trong thời gian này thì khả năng được chấp thuận rất cao, việc đầu tư, buôn bán cũng gặp không ít cơ hội ngon ăn. Con đường tình duyên trong tuần của người độc thân phong phú, hứa hẹn có nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị, bản mệnh là người giỏi ăn nói, giao thiệp rộng nên dễ thu hút được người khác, cơ hội để bạn mở rộng quan hệ và tìm được một nửa cho mình khá nhiều. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Tượng chuột phong thủy. Hình ảnh con chuột nằm trên đống tiền hoặc là các thỏi vàng chuột ngậm đồng tiền chính là biểu tượng cầu mong nhận được nhiều phúc lộc tài. Mong muốn tài lộc luôn dồi dào, cuộc sống đầy đủ và dư giả hơn cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Hơn thế nữa,
Nó còn có ngụ ý tài lộc sẽ không ngừng gia tăng, tăng cao hơn, phát đạt hơn. Do đó, nhiều người thường đặt tượng chuột vào huyệt tài lộc ở trong nhà để cầu mong gia đình mình luôn tấn tài tấn lộc. Tượng khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết đời xưa, khỉ có một sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòng nhân từ của nó, chưa chắc con người đã bì kịp, ngoài ra thì còn được coi là con vật may mắn. Từ hầu có nghĩa là con khỉ đồng âm với từ hầu, một tước vị quyền quý, bởi vậy trong nhiều tranh vẽ tượng khỉ, thì hình tượng con khỉ mang ý nghĩa là phong hầu, phong chức tước cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tượng rồng phong thủy là con vật đứng đầu trong các loại thú lạnh, nên ngoài việc hóa sát, rồng còn tăng cường phát huy quyền lực, người có chức vụ cao dùng nó có hiệu quả càng lớn. Ngoài ra rất phù hợp cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị, giúp chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Tượng tỳ hưu phong thủy. Tỳ hưu còn có tác dụng chấn nhà để tránh tà khí. Ta đặt tỳ hưu ở các hướng tốt trong nhà như sanh khí, thiên y, diên niên, phục vị, nhất là hướng sinh khí, thì tỳ hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Canh Tý sinh năm 1960 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt, được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng chấn nhà. Vì vậy, tỳ hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tượng thiềm thừ phong thủy. Thiềm thừ là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp hình sự. Tượng cá chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn, con cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm, vô song trong truyền thuyết, vượt vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loài linh vật trấn giữ bốn phương, những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy và con số một theo quan niệm xưa. Phương Bắc là nơi thu hút tiền tài, từ công việc hay kinh doanh, cũng như công danh và sự nghiệp cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Sư tử phong thủy. Nói một cách đơn giản, sư tử phong thủy có tác dụng trừ tà khí, sát khí cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Ý nghĩa của nó đối với tà khí chính là ở điểm có thể bài trừ trở ngại tiền tài, làm cho việc kinh doanh được tăng trưởng. Ngày nay, những nơi sử dụng sư tử phong thủy nhiều nhất là các cơ quan, doanh nghiệp. Người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 đặt một đôi sư tử ngay trước cổng lớn để có thể bài trừ vô số các trở ngại gây ra cho công việc. Mèo thần tài giúp gia chủ đạt được ước vọng. Mèo thần tài là biểu trưng cho tài lộc và may mắn, mang lại phúc lộc cho gia chủ trong phòng khách nhà mình. Bạn có thể bậy một chú mèo thần tài, chẳng những có thể khiến cho vận khí tốt lên mà còn có thể giúp cho những điều mình mong muốn đều trở thành hiện thực. Bể cá cảnh có thể thu hút tài khí về cho gia chủ. Nuôi cá chẳng những là một thú vui tao nhã mà còn giúp cho gia chủ có thêm nhiều tài khí, tiền bạc ngày một dư dôi. Bể cá cũng là một trong những vật phẩm phong thủy chiêu tài được nhiều người ưa chuộng. Nếu bày bể cá cảnh với kích thước phù hợp ở trong nhà theo phong thủy, có thể giúp cho gia chủ tài lộc tăng tiến, sự nghiệp hanh thông, thăng tiến không ngừng. Tuy nhiên, bất cứ một vật phẩm phong thủy nào cũng có những điều cần chú ý. Với bể cá phong thủy, bạn cần cân nhắc kỹ về vị trí đặt bể, kích thước của bể cũng như số lượng cá nuôi trong bể. Tất cả những điều đó đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy tắc. Nếu bạn không đủ khả năng để tự tìm hiểu, thì tốt nhất nên tham khảo ý kiến của những người am hiểu kiến thức phong thủy hoặc những bậc thầy phong thủy để tránh mắc phải những lỗi đại kỵ gây họa cho cả gia đình. Bày cây cảnh chiêu tài ở phòng khách. Cây cảnh chiêu tài được rất nhiều người ưa chuộng bởi tác dụng của nó không chỉ giúp thanh lọc bầu không khí mà còn mang lại tài lộc sung túc cho gia chủ. Cây chiêu tài có rất nhiều loài, thường thấy nhất là cây kim tiền, cây vạn niên, thanh kỳ phú quý. Chọn được chậu cây cảnh ưng ý bạn còn phải xem đặt ở đâu cho đúng vị trí phong thủy. Thường thì những cái cảnh chiêu tài này thích hợp đặt ở phòng khách trong nhà hoặc trong văn phòng. Ở tài vị sẽ phát huy được công dụng của vật phẩm phong thủy này một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Cây cảnh phong thủy chiêu tài mà không chú ý đến vị trí bày trong nhà thì chẳng những không khiến tài lộc nhiều thêm mà còn có thể phản tác dụng, gây ra những trường khí xung đột, khiến cho vận trình gia chủ ngày càng sa sút, thậm chí lâm họa, phá sản, tiền bạc, tiêu vong. Ngoài ra, khi đặt cây cảnh trong nhà, bạn nên chú ý đến chủng loại của cây, bởi một số loại cây chỉ thích hợp trồng ngoài trời, bởi đặt trong nhà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, ví dụ như cây phất dụ. Một lời nhắc nữa với bạn là vật phẩm phong thủy đã có tác dụng thì cũng có những điều cần phải lưu ý,
kẻo mang họa vào thân. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn vật phẩm phong thủy bày trong nhà mình, xem xét vị trí trưng bày và tuân thủ những điều cần chú ý, tránh mắc phải những lỗi đại kỵ phong thủy quý khán giả nhé. Phật dạy cách để tha thứ, chỉ bằng cách buông bỏ mọi thứ và giải phóng bản thân, bạn mới có thể sống tự do, buông bỏ lỗi lầm của người khác và giải phóng trái tim của chính bạn. Đời người ngắn ngủi, chừa một con đường sống cho người khác chính là chừa một con đường cho chính mình, lấy trách nhiệm mà trách móc bản thân, dùng tâm tha thứ mà tha thứ cho người khác. Tha thứ là một đức hạnh, một sự tu dưỡng, một trí tuệ và một nghệ thuật. Nếu bạn học cách tha thứ, bạn có thể cho người khác cảm thấy nhẹ nhõm cho chính mình. Bạn có thể cảm thấy thanh thản khi một người đã phạm sai lầm, không dễ để tha thứ cho họ. Có người sau khi bị tổn thương đã thề thốt cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa. Tuy nhiên, bạn nên nhớ trên đời này không ai là hoàn hảo cả. Khi buông bỏ được thì phải biết buông bỏ ngay lập tức. Với một trái tim rộng lớn, bạn thực sự có thể tha thứ cho mọi thứ. Với những người đã làm tổn thương mình, chúng ta thường nghiến răng đòi họ phải trả giá. Nhưng cuối cùng có một ngày bạn sẽ chợt nhận ra mình đã không còn hận nó nữa. Lúc này trong lòng bạn mới hiểu ra rằng, thời gian thật sự có thể pha loãng mọi thứ trong cuộc sống. Sự tha thứ có thể làm nên điều kỳ diệu. Sự tha thứ có thể phục hồi những mất mát về tình cảm. Sự tha thứ giống như ngọn đuốc có thể soi sáng con đường được mở ra bởi lo lắng, oán hận và trả thù. Tha thứ cho người khác cũng là một loại ảnh hưởng khích lệ giác ngộ, hướng dẫn đối với mình, có thể thôi thúc người ta bỏ ác làm lành, khiến kẻ lạc lối đi đúng đường. Tha thứ cho người khác không những làm người khác nhẹ nhõm, vui lòng, mà còn làm cho mình hạnh phúc. Chỉ bằng cách đối xử với người khác bằng sự rộng lượng, dịu dàng, độ lượng và lòng tốt, chúng ta mới có thể khiến mình sống hạnh phúc. Tha thứ là một phẩm chất cao quý, một sức chịu đựng phi thường và một trạng thái siêu phàm, có thể làm cho tâm hồn con người trưởng thành, tinh thần phấn chấn và trái tim phong phú. Vâng, quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Chương trình xin được tạm dừng tại đây, chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.